Chào các bác, hôm nay em Đạt Trần xin lên sóng và giao lưu cho các bác một siêu phẩm chiếc đầu băng cối Tech A7010 GSL. Như các bác đã biết thì dòng 7010 là một cái dòng sản phẩm siêu VIP, có thể nói đây là một trong số những cái model cao cấp bậc nhất của Tech cho cái chất âm vượt trội so với tầm tiền. Hình thức thì rất là đẹp. Dòng này thì chạy băng 5, băng 7, băng 10, auto reverse 2 chiều các bác nhé. 7010 thì có một cái thiết kế rất là đẹp, sang trọng. Các bác đã một lần nghe những cái máy Tech đầu 7 thì rất là khó có thể chuyển qua được những cái model khác được. Vì Tech đầu 7 cho một cái chất âm tiếng nó dày, nó mộc và đặc biệt là khi các bác nghe những cái thể loại nhạc vàng, những cái thể loại nhạc được thu âm trước năm 1975 thì rất là tuyệt vời luôn. Hôm nay thì bên em về được một máy 7010 GSL xuất sắc luôn. Em xin lên sóng và chia sẻ cho các bác. Cái dòng 7010 thì khá là hiếm gặp ở trên thị trường. Cũng phải 2, 3, 4 tháng thì mới lại về được một máy. Và hôm nay thì có một máy duy nhất rất là đẹp. Em xin chia sẻ cho các bác. 7010 thì với thiết kế là toàn bộ mặt máy là mặt nhôm phay màu trắng. Ở đây chúng ta có những cái đường vân ngang nổi khối trông rất là đẹp và bắt mắt. Model 7010 GSL được thể hiện ở chính giữa, trông nó đẹp và nó sang trọng. Phía bên tay trái thì chúng ta sẽ có một cái phần trục bánh đà, bên tay phải thì sẽ có một cái phần trục bánh tì rất là đẹp luôn. Xuống bên dưới thì hai cụm đồng hồ vu với ánh sáng vàng trông rất là nổi bật và bắt mắt. Mặt mũi em này còn đẹp và rất là sáng sủa. Toàn bộ máy thì sẽ được đặt ở trong một cái hộp gỗ như này. Đấy, hộp gỗ với những cái phần gỗ vân lim trông rất là khỏe. Và cái dòng 7010 máy rất nặng các bác nhé. Máy sẽ chia làm hai tầng, hai trên là phần cơ và phần dưới thì là phần âm sắc. Hình thức xuất sắc luôn. Đây, các bác xem. Đấy, cái phần vỏ gỗ vân lim rất là đẹp. Em này thì đời này chạy được đa cầu điện các bác nhé. Em đang để ở cái phần chế độ nguồn 220V. Và mời các bác chúng ta sẽ cùng nhau xem cái phần nội thất. Đấy, dòng này thì nội thất ruột gan chassis 7 màu. Các bác nhìn cái phần chassis này các bác thấy 7 màu rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, 7010 GSL. GSL thì được nâng cấp dạng đầu từ Ferris, dòng đầu từ thủy tinh siêu bền vĩnh cửu luôn. Đây, tấm nắp lưng còn quá đẹp luôn. Đây, các bác có thể thấy là cái phần nội thất của dòng 7010 GSL với hệ thống sắt xi 7 màu, động cơ 3 motor rất là nhiều những cái dơ le ở đây để bảo vệ máy quá là đẹp. Và con này thì thực sự là hiếm gặp, 7010 GSL máy rất là hiếm gặp luôn. Em này thì đợt này về giá rất là tốt các bác nhé. Đấy, giá em này thì hiện tại là chỉ có 30.500.000 đồng thôi. Giá rất là tốt luôn. Các bác có nhu cầu alo cho em. 30.500.000 đồng. Đấy, duy nhất một em. Các bác có nhu cầu alo cho em. Shop bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Giao hàng đi toàn quốc. Giá sản phẩm là không bao gồm phí ship. Em xin được test một đoạn nào vận hành của máy để mời các bác chúng ta cùng xem. Các bác đang nghe những cái dòng Tech đầu 7 này thì rất khó có thể để chuyển được sang model khác vì tiếng nó rất hay. Chạy được cả hai chiều. Đấy, hơn dòng 7030 là em nó chạy được hai chiều các bác nhé. Năm xưa tôi nhớ nơi này quá mộ
một đêm gió mưa nhiều. Lời đau ta rót vào tim nhau trong mê biết nói sao. Từ đó nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lầm người ơi, còn thương nhau nghe xin quên đi ngày đã. Em sẽ test chiều ngược lại cho các bác chúng ta cùng xem. Máy thì vận hành cả hai chiều. 30.500.000 đồng. Các bác có nhu cầu alo cho em đặt trần. Số máy 098 358 6968. Thưa các bác, bên em đã test vận hành rất là hoàn hảo tất cả mọi chức năng. Đấy, với mức giá là 30.500.000 đồng và động cơ của 7010 thì vô địch rồi, vô địch thiên hạ rồi. Đấy, chạy rất là khỏe và êm. Các bác có nhu cầu alo cho em. Đấy, các bác xem phanh rất là mượt mà luôn. Đấy, chơi em này thì quá ổn trong cái tầm tiền 30.500.000. Các bác có nhu cầu alo cho em. Xin cảm ơn, xin chào các bác và hẹn gặp lại.